Thanh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 311 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian để lại một like, một share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ, quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe chuyện. Tiếp theo phần trước, lại nói lúc bấy giờ, gã cự nhân kia dần dần thu nhỏ thân thể lại, biến thành hình thể bình thường, nhìn về phía Trung Nhạc đang ở đầu thuyền. Trung Nhạc thoáng ngẩn người, hắn vốn tưởng rằng gã cự nhân này hẳn phải là một lão giả, không ngờ bây giờ nhìn lại, kẻ này lại cực kỳ trẻ tuổi, bộ dáng tự hồ chỉ chừng 17-18 tuổi, thế nhưng thanh âm của hắn lại cực kỳ già nua, không biết đã sống bao lâu. Sao vị đạo huynh này lại lẻn vào đáy thuyền của ta vậy? Trung Nhạc khẽ mỉm cười lên tiếng nói: "Nếu không phải ta vẫn luôn đề phòng một kẻ đối địch tập kích ta, thật đúng là khó có thể phát hiện ra ngươi được. Nếu đạo huynh đã hiện thân, không ngại lên trên thuyền của ta trò chuyện trong chốc lát đi." Gã nam tử trẻ tuổi kia mỉm cười nói: "Cũng được." Hắn vừa dứt lời liền phóng lên thiên dực của thuyền. Trung Nhạc tinh tế quan sát, chỉ thấy kẻ này phong thần tuấn lãng, bộ dáng phong lưu trẻ tuổi, nhưng tu vi của hắn lại sâu không thể lường, không thể nhìn ra sâu cạn. Da rẻ của hắn tinh tế nhu nhuận, không có một tia nếp nhăn, không có bất kỳ hoa văn nào. Trên người tràn ngập một mùi thơm nhàn nhạt, giống như là dược hương vậy. Thế nhưng cũng có chút bất đồng, phảng phất như da thịt của hắn chính là một loại thảo dược vậy. Thanh âm của hắn và bề ngoài của hắn hoàn toàn bất đồng, già nua tới mức đáng sợ. Trung Nhạc khách khí nói: "Đạo huynh một đường từ Tử Vi đi theo ta tới vũ trụ cổ lão, lại lẻn vào đáy thuyền của ta, rút cuộc là có chuyện gì vậy?" Ánh mắt của gã nam tử trẻ tuổi kia chớp động, cười ha hả nói: "Chỉ là muốn mượn thuyền của Thiên Thừa Tướng dùng một chút thôi, đi qua giang một chuyến mà thôi." Trung Nhạc mỉm cười nói: "Đạo huynh muốn qua giang thuyền của ta cũng không có gì cả. Nếu ngươi là đi lên thuyền, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chỉ là đạo huynh lại lẻn vào đáy thuyền của ta, ăn một đường cho bụi, khiến cho ta vô cùng hổ thẹn, còn chưa thỉnh giáo họ tên của đạo huynh đây." "Ta gọi là Bách Thảo tiên sinh." Gã nam tử trẻ tuổi kia mỉm cười nói: "Thiên Thừa Tướng có khả năng không biết ta, ta là cùng thời với Phục Môn Đạo Tôn kìa. Hắn xuất thế sớm hơn một chút, sớm hơn ta 5 vạn năm. Thời điểm ta thành đế, hắn đã là một vị thiên đế hùng tâm bừng bừng rồi. Cuộc đời này của ta đã trải qua hành động vĩ đại, có 102 xây lục đạo, lập luân hồi, cũng từng chứng kiến đạo thần phi thăng, còn chứng kiến 3.000 đạo hữu biến thành 3.000 lục đạo giới, lại từng tinh lịch qua đoạn thời gian thời đại địa ký bị tiêu diệt kia, phục khi quy uẩn. Cho tới hiện tại, ta đã sống 17 vạn năm rồi." Trung Nhạc gật đầu một cái, tán thưởng: "Bách Thảo tiên sinh huynh quả thật bất phàm, từng sống trong đại thế, cũng từng sống qua loạn thế, cuộc đời thật sự đặc sắc vạn phần, khiến cho người ta ước cao mà." Bách Thảo tiên sinh thoáng kinh ngạc rồi lên tiếng hỏi: "Thiên Thừa Tướng quả thật không phải người thường, lẽ nào người không muốn biết ta chỉ là một sinh linh hậu thiên, làm cách nào có thể sống tới 17 vạn năm hay sao?" Kẻ khai sáng bách chuyển trọng sinh hồng trần kiếp kinh tự nhiên là có loại bản lĩnh này rồi. Trên mặt Trung Nhạc mang theo nụ cười nhàn nhạt nói: "Ta từng gặp qua người tu luyện môn công pháp này, cũng từng nghiên cứu qua bách chuyển trọng sinh hồng trần kiếp kinh. Môn công pháp này quả thật tinh diệu vạn phần, bất quá vị bằng hữu tu luyện hồng trần kiếp kinh mà ta nhận thức kia, hồng trần kiếp kinh của hắn đã thiếu khuyết một khâu mấu chốt nhất, công pháp cũng không được hoàn chỉnh. Người không ra tay còn tốt, người vừa mới ra tay ta liền biết lai lịch của ngươi rồi. Bách Thảo tiên sinh, hồng trần đại đế, một trong chư đế thượng cổ may mắn còn tồn tại." Hắn nhẹ giọng nói tiếp: "Bách Thảo tiên sinh, một khâu công pháp mà vị bằng hữu của ta bị thiếu sót kia, chẳng lẽ là thuần phệ đạo hữu đồng dạng tu luyện hồng trần kiếp kinh, cướp đi tính mạng của đối phương cho mình sử dụng hay sao?"
Bách Thảo tiên sinh nghiêm nghị nói: Thiền thừa tướng, ngươi rất không tầm thường. Nếu có đủ thời gian, ngươi chắc chắn sẽ là một Phục Môn đạo tôn thứ hai. Bất quá, ngươi đã xem thường công pháp của ta rồi. Bách chuyển trọng sinh, hồng trần kiếp kinh của ta cũng không có bị ổi đến như vậy. Hắn nghiêm mặt nói: Có một điểm là ngươi đã đúng. Hồng trần kiếp kinh của vị bằng hữu kia của ngươi quả thật đã thiếu sót một bộ phận, nhưng cũng không phải là thôn phệ đạo hữu đồng dạng tu luyện hồng trần kiếp kinh này cướp đoạt tính mạng của hắn đâu. Trung Nhạc nhất thời kinh ngạc, cau mày nói: Ồ, nguyện nghe chỉ giáo. Ánh mắt của Bách Thảo tiên sinh chợt trở nên nóng bỏng. Cướp đoạt tính mạng của kẻ khác, kéo dài tuổi thọ của chính mình, thật sự quá thấp kém. Mục đích của ta là muốn nghịch chuyển tiên thiên, nhảy ra lục đạo, không còn luân hồi. Ta là muốn cướp đoạt hết thảy mọi thứ của bọn họ, tu thành tiên thiên thần ma kìa. Sao? Tu thành tiên thiên thần ma ư? Trung Nhạc nhất thời hứng thú hỏi: Bách Thảo tiên sinh, có thể giảng giải một chút đạo diệu của bách truyền trọng sinh hồng trần kiếp kinh của ngươi hay không? Ta đối với chuyện này cũng có chút nghiên cứu, chúng ta có thể giao lưu được một phen. Ánh mắt của Bách Thảo tiên sinh cũng sáng lên, mỉm cười nói: Đạo tôn tương lai cũng có nghiên cứu sao? Thật tốt, thật tốt ta. Hồng trần kiếp kinh của ta có câu nói là một trận hồng trần, một trận kiếp. Hồng trần kiếp kinh mà ta chuyển ra ngoài chính là biến bản thân thành thánh dược, trải qua hồng trần bách thế, trải qua trăm kiếp, luyện bản thân thành đại dược. Đây chính là nhục linh đan. Ai nói chỉ có thực vật mới có thể làm thuốc được đấy. Trung Nhạc nhất thời ngẩn ngơ, cũng có chút tán thành đối với lời nói của hắn. Một số thánh dược quả thật không phải là hình thái thực vật. Trước đây hắn từng ở chỗ của Nguyên Nha Thần Vương, gặp thánh dược không phải hình thái thực vật. Thánh dược có thể trường sinh, một số thánh dược thậm chí từ lúc vũ trụ sơ khai đã còn sống cho tới tận bây giờ. Bởi vậy ta đã mở ra một lối đi riêng, tiến hành dược hóa bản thân mình, khai sáng ra môn công pháp này. Bách Thảo tiên sinh dương dương đắc ý nói: Bất quá về sau ta phát hiện nhục thân ta vẫn chậm rãi già yếu đi, cái loại già yếu này chính là không thể nghịch chuyển. Đây là thời không luân hồi, sinh tử đại luân hồi, sự hạn chế của sinh tử, số mệnh, sinh ra, trưởng thành, tử vong, tiến vào luân hồi táng khu, rồi lại sinh ra, lại trưởng thành, lại tử vong, lại tiếp tục tiến vào luân hồi táng khu, cứ như vậy tuần hoàn chuyển hóa. Trận đại luân hồi này sẽ tiêu ma nhục thân, sẽ hủy diệt ký ức, sẽ bóp méo linh hồn, khiến cho hết thảy sinh linh trầm luân trong luân hồi đều sẽ ngây ngô đần đốn, hết thảy nỗ lực đều trở thành uổng công cả. Hắn âm sâm nói: Cho dù có mạnh mẽ như Phục Môn đạo tôn, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết được. Đây chính là số mệnh của sinh linh hậu thiên. Số mệnh này khiến cho ta vô cùng khủng bố, sợ hãi mãnh liệt, khiến cho ta khổ não một thời gian rất dài, thật lâu. Hồng trần kiếp kinh của ta mặc dù đã luyện nhục thân ta thành đại dược, nhưng cũng không tránh được phải chết đi. Về sau ta nghĩ tới hồng trần kiếp kinh của ta có lẽ còn có thiếu khuyết, chỉ bằng vào trí tuệ của ta có lẽ sẽ bị nhận thức của chính mình vây khốn mất thôi. Ta hẳn là lên chuyển môn công pháp này cho những đạo hữu khác kia, tập hợp trí tuệ của tất cả mọi người. Nói không chừng lúc đó sẽ có thể tìm ra con đường trường sinh, bổ toàn hồng trần kiếp kinh. Trên gương mặt trẻ tuổi của hắn lộ ra thần sắc hưng phấn, trong mắt lóe ra quang mang xảo quyệt, mỉm cười nói: Lúc đó ta chuyển môn công pháp này cho 3000 môn đồ. Bọn họ tu luyện hồng trần kiếp kinh, một số kẻ đã không may mắn, không ít môn đồ khó hiểu mà đã chết rồi. Nhưng cũng có không ít môn đồ không ngờ vẫn còn sống, có thể kiên trì được tới bách chuyển trọng sinh. Một gã đệ tử mà ta yêu thích nhất đã dẫn đầu bách chuyển trọng sinh. Hắn đã hóa thành một đóa thánh liên, tái dựng được bản thân. Thơm, rất thơm. Ngữ khí của Bách Thảo tiên sinh giống như nói mơ vậy, mê ly nói: Thật sự quá thơm, thơm tới mức khiến cho ta nhịn không được, không thể khống chế chính mình. Đợi tới lúc thanh tỉnh lại, ta phát hiện ta đã ăn mất gã đệ tử mà ta yêu thích nhất kia. Lúc đó ta rất buồn, rất rất buồn, nhưng ăn thật sự rất ngon, rất ngon. Lời nói của hắn khiến cho người ta giận cả tóc gáy, nhưng Trung Nhạc lại có thể sâu sắc thấu hiểu. Khi đấy, sau khi bị ngạn bách chuyển trọng sinh biến thành một đóa thánh liên, chân thân dưỡng dục trong thánh liên, cố dược hương kia khiến cho ngay cả Trắc Long, phụ thân của Bệ Ngạn, cũng không nhịn được nghĩ muốn ăn tươi hắn. Trung Nhạc cũng từng một lần lại một lần bị mê hoặc, suýt chút nữa cũng đã ăn tươi Bệ Ngạn. Sau đó ta phát hiện ra một chuyện kỳ quái, sau khi ta ăn tươi gã đệ tử mà ta yêu thích nhất kia, thọ nguyên của ta không ngờ lại tăng lên thật. Ngữ khí của Bách Thảo tiên sinh mừng rỡ vạn phần, cười ha hả nói: Không sai, ta đang nghĩ ra một điểm mấu chốt nhất của hồng trần kiếp kinh. Chúng ta đều là nhục linh đan tương đồng, thánh dược tương đồng. Ta ăn tươi hắn tương đương với chiếm dược lực của hắn làm của riêng mình.
Hey, ta vốn dĩ đã già rồi, dược lực sắp sửa hết sạch, nhưng sau khi ăn tươi hắn, dược lực đã bổ toàn bổ sung trở lại. Bởi vậy ta bắt đầu ăn tươi đám đệ tử của chính mình. Bọn họ rất ngon miệng, thật sự là rất ngon miệng. Trong lúc bất chi bất giác, ta đã ăn sạch tất cả bọn họ rồi. Lần này Trung Nhạc đích xác là đã giận cả tóc gáy. Ngữ khí của Bách Thảo tiên sinh lại có chút khổ não, thở dài một tiếng nói: ta muốn đạt được càng nhiều lục đinh đan hơn, khiến cho tuổi thọ của chính mình kéo dài tới mức đồng thọ với thiên địa. Nhưng lúc đấy Phục Môn Đạo Tôn vẫn còn, hắn đã phát hiện ra sự tình này, vì vậy hắn vạch trần ta, lệnh cho mấy vị đại đế tới bắt ta. Thật uổng công ta còn xem hắn là đạo hữu của ta kìa. Lại nói, ta cũng đâu có ăn tươi đệ tử của hắn ta đâu, hắn quan tâm chuyện của ta làm cái gì? À đúng rồi, hắn nhất định là mơ ước phương pháp trường sinh của ta. Vì vậy, ta chỉ đành bắt đầu ẩn tàng, đợi tới lúc sau khi hắn chết đi, ta mới lại hiện thân. Bất quá lúc đó ta phát hiện không có Phục Môn Đạo Tôn bao bọc, đám thần vương thái cổ kia bắt đầu săn giết chúng ta. Trên mặt của hắn lộ ra thần sắc sợ hãi, lẩm bẩm nói: đám thần vương thái cổ này thật khốn kiếp mà. Ta chỉ là ăn tươi đệ tử của chính mình là vì kéo dài thọ mệnh, mà bọn họ lại không phân tốt xấu. Mục đích thu gặt chúng ta chỉ là vì cướp đoạt nhận thức của chúng ta đối với đạo, khai phá của chúng ta đối với đạo. Đã có không ít vị đại đế bị ăn mất rồi, ta cũng chỉ đành bắt đầu ẩn tàng tiếp tục. Thời điểm ẩn tàng, ta lại thu thêm mấy gã đệ tử dụng tâm bồi dưỡng cho bọn họ. Người có biết không, trong 10 vạn năm qua ta đã phải nhịn ăn nhịn uống, mãi cho tới cách đây không lâu mới ăn hết mấy gã đệ tử kia được. Bộ dạng của hắn vô cùng đau lòng, khiến cho Trung Nhạc nhìn tới mức trố mắt cứng lưỡi. Ngồi không miệng ăn núi lở như vậy cũng không phải là biện pháp hay. Về sau ta lặng lẽ lưu truyền Hồng Trần Kiếp Kinh ra bên ngoài, một vài lão gia hỏa biết rõ tác dụng của Hồng Trần Kiếp Kinh của ta, nhưng bọn họ cũng không dám hiện thân, chỉ có thể tiếp tục ẩn tàng. Cho nên Hồng Trần Kiếp Kinh của ta vẫn là đã chuyển lưu trên thế gian này. Bách Thảo tiên sinh lộ ra nụ cười, mỉm cười nói: ta phát hiện ra một chuyện khiến cho ta hưng phấn. Trong đám vật nhỏ tu luyện công pháp của ta kia, không ngờ lại có một kẻ đặc biệt siêu quần bạt túy. Hắn là con trai thứ tư của Trắc Long, tứ thái tử Bệ Ngạn. Tên tiểu gia hỏa này không tầm thường, có được huyết mạch Lôi Trạch và Bạch Hổ, đều là tiên thiên thần huyết. Biến tiên thiên thần huyết của hắn thành thánh dược, nói không chừng có thể khiến cho ta triệt để thoát khỏi cảnh phải ăn tươi đệ tử, triệt để thành tựu tiên thiên. Trung Nhạc cười lại một tiếng nói: người chọc nổi Lôi Trạch thị hay sao? Bách Thảo tiên sinh cười hăng hắc nói: nếu là trước đây tự nhiên là không dám trêu vào rồi. Bất quá sau khi Phục Môn Đạo Tôn qua đời, Lôi Trạch thần vương đã bị trọng thương, hiện tại sinh tử còn chưa rõ. Còn về phần Trắc Long, hắn lắc đầu, chỉ là một tên tế tự tiên thiên thần mà thôi. Tại thời đại kia của ta, hắn căn bản không được xếp hạng, chỉ là một vật nhỏ không đáng bắt mắt mà thôi. Tứ thái tử của hắn so với hắn còn có tiền đồ hơn rất nhiều. Lần này ta nhất định phải nhẫn nại một chút, chờ hắn thành đế. Sau khi hắn thành đế rồi, dược lực nhất định sẽ vô cùng mạnh, mạnh hơn đám đệ tử trước kia của ta không biết bao nhiêu lần. Đây là cơ hội thật lớn để cho ta thành tựu tiên thiên. Hắn nghiêm nghị nói tiếp: thiên thừa tướng, dọc theo con đường thành đạo, kẻ cầu đạo nhiều tới bất tận, nhưng kẻ chết ở trên đường lại là càng vô số kể. Ta chính là đang hoàn thành một đại thành tựu trước giờ chưa từng có. Nếu ta có thể thành tựu tiên thiên, vậy sinh linh hậu thiên chúng ta sẽ có thể có hy vọng được rồi, sẽ có thể đồng dạng với các thần vương, vĩnh sinh bất hủ, vĩnh sinh bất diệt. Thiên thừa tướng, vũ lượng quảng đại nhất định biết rõ dụng tâm lương khổ của ta. Chúng ta đã bị đám thần vương kia ức hiếp quá lâu rồi, cường đại như Phục Môn Đạo Tôn cũng phải thua bởi thời gian. Vậy nên kính xin thiên thừa tướng không nên ngăn cản ta, hãy thành toàn cho ta. Trung Nhạc thở dài một tiếng nói: nếu người ăn tươi tứ thái tử của Trắc Long mà cũng không thể nghịch chuyển tiên thiên thì sao đấy? Vậy thì tiếp tục ăn nữa. Bách Thảo tiên sinh quả quyết nói: ăn tươi hắn, thọ nguyên của ta ít nhất cũng sẽ đạt tới 20 vạn năm, còn có rất nhiều thời gian mà. Trung Nhạc có chút không nhịn được nói: Bách Thảo tiên sinh, Hồng Trần đại đế, người có từng nghĩ qua có lẽ còn có biện pháp tốt hơn có thể nghịch chuyển tiên thiên hay không đấy? Có lẽ sẽ có một con đường càng tốt hơn thì sao? Bách Thảo tiên sinh cười lạnh một tiếng nói: mạnh mẽ như Phục Môn Đạo Tôn cũng đều phải chết đi, đại toại đã mở ra hệ thống tu luyện đồ đằng cũng phải chết, còn có thể có con đường nào nữa đây?
Chỉ có con đường này của ta mới là chính tông. Đừng nhìn ta đã ăn tươi không biết bao nhiêu đệ tử, nhưng hậu thế chắc chắn sẽ cảm kích ta, vinh danh hành động vĩ đại của ta kìa. Trung Nhạc nhẹ nhàng điểm lên mi tâm chính mình một cái, chỉ thấy mi tâm của hắn mở ra, hiện lộ biết cảnh đạo nhất ở bên trong, rồi nhẹ giọng nói: vậy mời Bách Thảo tiên sinh nhìn xem. Bách Thảo tiên sinh nhìn vào trong biết cảnh đạo nhất của hắn, thân thể đột nhiên đại chấn, trừng mắt cứng lưỡi, lộ ra thần sắc không thể tin nổi. Nếu ngươi chịu từ bỏ hồng trần kiếp kinh của ngươi, ta có thể truyền thụ ảo diệu nghịch chuyển tiên thiên của ta cho ngươi. Trung Nhạc cực kỳ chân thành nói: con đường của ngươi đã sai lầm rồi, ngay từ mới bắt đầu ngươi đã sai. Thánh dược là do vũ trụ nguyên dịch tại thời điểm vũ trụ sơ khai biến thành. Sinh linh hậu thiên chúng ta cũng không phải là vũ trụ nguyên dịch. Dựa theo loại phương thức này của ngươi tu luyện, vĩnh viễn cũng sẽ không có khả năng đạt tới cảnh giới nghịch chuyển tiên thiên. Ta có thể truyền thụ ảo diệu nghịch chuyển tiên thiên của ta cho ngươi, ngươi sẽ có thể làm được một bước này. Một hồi lâu sau, Bách Thảo tiên sinh phục hồi tinh thần, cười hăng hắc nói: thiên thừa tướng quả nhiên bất phàm, nhưng sao bản thân ngươi vẫn chưa hoàn toàn nghịch chuyển tiên thiên được đây? Ngay cả chính ngươi cũng chưa thể làm được, ngươi còn muốn truyền thụ cho ta sao? Ngươi nói thật đi, ngươi đã ăn tươi bao nhiêu đệ tử của chính mình rồi? Trung Nhạc nhất thời nhíu mày. Bách Thảo tiên sinh cười hắc nói: ta sẽ không trở thành nhục linh đan của ngươi. Ngươi muốn dụ dỗ ta tu luyện công pháp của ngươi, sau đó ăn tươi ta chứ gì? Đừng có làm mơ. Trong lòng Trung Nhạc sinh ra một loại cảm giác hoang đường. Hắn thể hiện cho Bách Thảo tiên sinh thấy phương pháp nghịch chuyển tiên thiên của hắn chỉ là muốn khuyên bảo Bách Thảo tiên sinh hồi tâm chuyển ý. Tồn tại có thể sáng tạo ra hồng trần kiếp kinh loại công pháp bậc này tuyệt đối không phải là kẻ ngu dốt. Không ngờ suy nghĩ của Bách Thảo tiên sinh đã có chút điên rồ, rơi vào trong hồng trần kiếp kinh của hắn không thể tự thoát khỏi. Hắn vậy mà cho rằng Trung Nhạc truyền thụ ảo diệu nghịch chuyển tiên thiên cho hắn chỉ là vì muốn nuôi dưỡng hắn thành đại dược, sau đó ăn tươi hắn thành toàn cho bản thân Trung Nhạc. Chúng ta đều là người đồng đạo mà thôi, thiên thừa tướng, ta đối đãi với người chân thành, nói bí mật nghịch chuyển tiên thiên của ta cho ngươi biết, nhưng không ngờ ngươi lại muốn dùng ảo diệu nghịch chuyển tiên thiên của ngươi để ám toán ta, tranh đoạt danh tiếng kẻ đầu tiên nghịch chuyển tiên thiên thành công. Bách Thảo tiên sinh lộ ra thần sắc cuồng nhiệt: ngươi không lừa được ta, ta cũng không lừa được ngươi. Thiên thừa tướng, tứ thái tử của Trắc Long nhất định phải là của ta, ngươi đừng ngăn cản đường đi của ta, bằng không đừng trách ta vô tình. Trung Nhạc thở dài một tiếng nói: nếu ngươi có thể dùng tài trí của chính mình trên phương diện chính đạo, hẳn là đã có thể khiến cho đạo pháp thần thông tiến thêm một bước, đặt tới độ cao càng cao hơn. Ngươi cần gì phải khư khư cố chấp như vậy đây? Bách Thảo tiên sinh đứng dậy cười lạnh nói: nói như vậy ngươi nhất định là muốn ngăn cản đường đi của ta sao? Trung Nhạc cũng đứng dậy, quần áo tung bay phấp phới nói: chuyện liên quan tới tính mạng của sinh tử, chi giao của ta, ta không thể không làm. Trong mắt Bách Thảo tiên sinh lóe lên sát ý mãnh liệt, cười ha hả nói: thiên thừa tướng, mặc dù ngươi tài hoa tuyệt đại, nhưng đáng tiếc tu vi lại không bằng ta. Trung Nhạc gật đầu một cái, thản nhiên nói: đúng vậy, cho nên táng linh ở đâu? Ầm ầm. Từng đạo thanh âm nổ vang kinh thiên động địa truyền tới. Một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, đáp xuống ngay sau lưng Trung Nhạc, biến thành một tôn thần vương vĩ ngạn đứng thẳng sau lưng Trung Nhạc, bộ dáng ngọc thụ lâm phong, uy phong lẫm lẫm. Hắn không người nói: chủ công, táng linh ở đây. Trung Nhạc đưa ngón tay ra rạch nhẹ mi tâm chính mình một cái, tam mục thiên đồng mở rộng nhìn về phía Bách Thảo tiên sinh, chỉ thấy xung quanh thân thể Bách Thảo tiên sinh có vô số oán khí đang bay múa. Trong đám oán khí là tàn hồn của các đệ tử đã bị hắn ăn tươi, đang dây dưa quấn quýt xung quanh hắn. Có kẻ che cặp mắt của hắn, có kẻ chặn hai lỗ tai của hắn, có kẻ cầm lấy trái tim của hắn, có kẻ lại bịt hai lỗ mũi của hắn, có kẻ nhéo lấy cổ họng của hắn, mê muội các cảm quan của hắn. Khó trách hắn không chịu nghe ta khuyên bảo, hóa ra là đã bị oán khí quấn thân mất rồi. Trung Nhạc thản nhiên nói: đạo bất đồng, bất tương vi mưu, táng linh, giết hắn đi. Trong mắt Bách Thảo tiên sinh lóe lên thần quang sáng ngời, thân thể cấp tốc lui về phía sau, lạnh lùng nói: thiên thừa tướng, người nói chuyện phiếm với ta lâu như vậy là đang đợi tôn thần vương này chạy tới ư? Tốc độ của Bách Thảo tiên sinh cực nhanh, mà tốc độ của Táng Linh thần vương cũng không chậm, xuyên qua thiên không xuất kích. Hai vị tồn tại cường hoành va chạm với nhau, bộc phát ra từng đạo thanh âm nổ vang kinh thiên động địa. Bách Thảo tiên sinh cười lạnh nói: hóa ra là Táng Linh,
Năm xưa người bất quá cũng chỉ là một nhân vật nho nhỏ, tồn tại yếu ớt, không được xếp hạng, chỉ có thể đi theo Song Mông Táng Địa Thần Vương làm cái đuôi mà thôi. Hiện tại cũng dám đối đầu với ta sao? Táng Linh Thần Vương không khỏi giận dữ. Năm xưa thời đại Phục Môn Đạo Tôn, hắn quả thật không được xếp hạng, nhưng dù gì cũng là một tôn thần vương viễn cổ, tồn tại đế cấp, không ngờ lại bị Bách Thảo Tiên Sinh nói tới mức không chịu được như vậy. Ngươi đừng có không phục, ta là tồn tại có thể xưng huynh gọi đệ, cùng xưng đạo hữu với đạo tôn, ngươi có thể sao? Ồ, thực lực của ngươi sao lại mạnh như vậy? Bách Thảo Tiên Sinh và Táng Linh Thần Vương trong nháy mắt đã giao đấu mấy trăm chiêu. Bách Thảo Tiên Sinh cảm giác được không địch lại, sắc mặt không khỏi đại biến, vội vàng lắc mình bỏ đi, cười lạnh nói: "Khá lắm Táng Linh, ngươi đã ăn tươi Táng Địa Thần Vương, ca ca của ngươi có đúng không nào? Ngươi quả nhiên cũng là nhân vật hung ác mà. Thiên Thừa Tướng, nhìn thấy không? Đây mới là hiện thực máu chảy đầm đìa kìa." Bảy đạo quang luân sau đầu của hắn chuyển động, trong không gian nhất thể xuất hiện tầng tầng thánh liên hoa. Táng Linh Thần Vương lập tức giết về phía trước, chỉ thấy Bách Thảo Tiên Sinh nhảy vào trong một đóa thánh liên hoa. Đóa hoa sen kia khép lại, ngay sau đấy bị Táng Linh Thần Vương đánh cho vỡ nát. Mặc dù thánh liên hoa đã vỡ nát, nhưng Bách Thảo Tiên Sinh cũng đã biến mất không thấy đâu nữa. Táng Linh Thần Vương phá hủy nhưng đóa thánh liên hoa còn lại vẫn không thể tìm được Bách Thảo Tiên Sinh. Đột nhiên trong tinh không xa xa, một đóa hoa sen chợt nở rộ, sau đó thân ảnh Bách Thảo Tiên Sinh xuất hiện. Tiếp theo đó, đóa hoa sen khép lại, Bách Thảo Tiên Sinh một lần nữa lại biến mất. Ở những chỗ càng xa hơn, từng đóa hoa sen chợt ẩn chợt hiện, Bách Thảo Tiên Sinh cách bọn họ càng lúc càng xa, rốt cuộc không còn bóng dáng. Thiên Thừa Tướng, tứ thái tử của Trắc Long chính là đại dược mà ta đã gieo trồng, ta nhất định sẽ tới hái thuốc, ngươi không đề phòng được ta đâu. Thanh âm của hắn từ xa xa truyền tới, càng lúc càng nhỏ dần. Trung Nhạc khẽ nhíu mày, gọi Táng Linh Thần Vương trở về. Thôi, không cần đuổi nữa đâu. Táng Linh Thần Vương nhận lệnh, quay trở lại trên thiên dực cổ thuyền, đứng thẳng sau lưng của hắn. Trung Nhạc quan sát Táng Linh Thần Vương, nghi hoặc hỏi: "Táng Linh đạo huynh, ý thức của ngươi đã dung hợp với ý thức của Táng Địa Thần Vương, tu vi tiến cảnh đột nhiên tăng mạnh. Trong các thần vương viễn cổ, ngươi cũng là tồn tại số 1 số 2, sao vẫn không bắt được Bách Thảo Tiên Sinh vậy?" Táng Linh Thần Vương xấu hổ nói: "Bách Thảo Tiên Sinh, năm xưa có đế hiệu là Hồng Trần, chính là một trong những tồn tại đỉnh cao trong chư đế thượng cổ. Năm xưa ta quả thật còn thua kém hắn một chút. Hiện tại mặc dù đã dung hợp với ý thức của đại huynh, thế nhưng nghĩ muốn bắt hắn ít nhất cũng cần tới 1000 chiêu. Bất quá tu vi của ta vẫn còn đang để thăng, trong vòng vạn năm sẽ có thể đạt tới đẳng cấp thần vương thái cổ, sẽ không yếu hơn đám người Nguyên Nha hay Phượng Thiên. Tới lúc đó bắt giữ Bách Thảo Tiên Sinh cũng là chuyện dễ như trở bàn tay thôi." Tu vi tiến cảnh của tiên tiên thần ma thật sự là quá chậm mà. Trung Nhạc lắc lắc đầu, đột nhiên nghĩ tới một chuyện hỏi: "Vậy tu vi thực lực của Mẫu Hoàng Đại Đế thì sao nào?" "Mẫu Hoàng Đại Đế trong Thánh Địa Vãng Sinh là cấp bậc thần vương thái cổ, ta xa xa không phải là đối thủ của nàng." Táng Linh Thần Vương nói: "Thực lực của nàng sớm đã vượt qua tổ tông của nàng. Năm xưa tại thời đại Phục Môn Đạo Tôn, nàng là số ít mấy vị tồn tại đạt được sự lễ kính của các thần vương thái cổ. Ngoại trừ nàng ra, chỉ còn có 4 vị tồn tại khác là đạt được sự lễ kính của các thần vương thái cổ, chỉ là không biết hiện tại bọn họ có còn sống hay không thôi." Tốc độ tu luyện của sinh linh hậu thiên quả thật là các tiên thiên thần ma không cách nào sánh bằng. Trung Nhạc không khỏi lưu lưỡi, thời đại Phục Môn Đạo Tôn lại có tới 5 vị cao thủ cấp bậc thần vương thái cổ, thật đúng là một niên đại quần tinh rực rỡ. Bất quá, tốc độ tu luyện của tiên thiên thần ma quả thật là một điểm yếu chết người. Trong đấy, tốc độ tu luyện nhanh nhất hẳn phải kể tới Mục Tiên Thiên. Nhưng hắn cũng phải hao tốn hơn 10 vạn năm mới có thể xưng đế. Nhưng trên thực tế, Mục Tiên Thiên cách đế cảnh vẫn còn một đoạn cự ly, cần phải hao tốn không ít thời gian mới có thể chân chính tu thành đế cảnh được. Các thần vương thái cổ đã trải qua thời gian dài dằng dặc, hiện tại đã cường đại tới mức gần như cấp bậc đạo thần rồi. Nếu là trước đây, vẫn có khả năng đánh bại và đánh chết được bọn họ. Thế nhưng hiện tại... Trong lòng Trung Nhạc không khỏi trầm xuống, đám đại đế thượng cổ mà Phục Môn Đạo Tôn lưu lại kia đã triệt để già nua, sắp sửa thân tử đạo tiêu, mà sinh linh hậu thiên thế hệ trẻ vẫn chưa sản sinh ra các tồn tại cường hoành như đám đại đế thượng cổ vậy. Hiện tại nhìn từ bất cứ góc độ nào thì tiền đồ của sinh linh hậu thiên cũng đều là một mảnh hôn ám. Thọ mệnh của rất nhiều đại đế thượng cổ
cũng chỉ còn lại có hơn 1.000 năm, nhiều nhất bất quá cũng chỉ chừng 1 vạn năm mà thôi. Sau khi bọn họ chết rồi, vậy sẽ không còn những tồn tại có thể chống lại các thần vương được nữa. Bọn họ là di sản của Phục Vân Đạo Tôn, mà cái di sản này đang từ từ tiêu hao mất. Trung Nhạc quay trở về tổ đình, tới gặp Phong Hữu Trung nói: Hoài Ngọc đã đi cổ lôi trạch giới, tại lôi trạch lục đạo giới rồi, tiến hành lễ thành niên, phải trải qua mấy năm nữa mới có thể trở về được. Phong Hữu Trung nhất thời yên lòng, gọi Hiên Viên tới nói: Hiện tại căn cơ của hắn đã được bổ toàn rồi. Trung Nhạc tinh tế quan sát Công Tôn Hiên Viên, sắc mặt không khỏi khẽ động. Chỉ thấy Hiên Viên đã tu thành toàn bộ các cực cảnh, thậm chí ngay cả bí cảnh thứ 7 cũng đã được mở ra. Hắn lại còn tu thành nhục thân thuần dương, nhục thân tiên thiên và nguyên thần tiên thiên. Hiên Viên hiện tại hoàn toàn không thua kém những cường giả trẻ tuổi mà đám hoàng tộc đế tộc kia tỉ mỉ bồi dưỡng, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Trong lòng Trung Nhạc không khỏi hoài nghi, không biết có phải Hiên Viên đã chuyển thế trùng tu một lần rồi hay không. Bất quá, Hiên Viên cũng bị Phong Hữu Trung chăm sóc huấn luyện tới mức trở nên gầy gò, gầy như que củi. Hiển nhiên, trong khoảng thời gian này, hắn ăn không biết bao nhiêu gian khổ. Thật ra, với tư chất và ngộ tính của Hiên Viên cũng không xem như là xuất sắc gì, không phân cao thấp với Nông Hoàng và Viêm Hoàng, thế nhưng cũng không quá mức nghịch thiên. Nhưng hiện tại, căn cơ của hắn đã trở nên cực kỳ vững chắc, lúc này liền có chút nghịch thiên. Sư huynh như thế nào làm được như vậy vậy? Trung Nhạc không khỏi nghi hoặc lên tiếng hỏi. Dụng tâm chỉ dạy là được rồi. Phong Hữu Trung ngẫm nghĩ một chút nói. Đáng tiếc vẫn là ngu xuẩn một chút, bằng không sẽ có thể luyện hóa linh của hắn, chỉ bảo tồn lưu lại hồn phách mà thôi. Sắc mặt của Công Tôn Hiên Viên nhất thời xấu hổ lên tiếng nói. Linh luyện đi không còn, chẳng phải là sẽ chết rồi hay sao? Trung Nhạc mỉm cười nói. Hai người trước mặt ngươi cũng đều không có linh, chỉ còn hồn kìa. Công Tôn Hiên Viên không khỏi líu lưỡi. Phong Hữu Trung lắc lắc đầu nói. Hắn làm không được cũng không nên cứng cầu. Tiềm lực của hắn nhiều nhất chỉ có thể tới đế cảnh mà thôi. Nghĩ muốn tiến thêm một bước nữa là không thể nào rồi. Từ giờ trở đi, tu vi thực lực của hắn sẽ có thể đột nhiên tăng mạnh. Trong vòng 1.000 năm thành đế cũng không đáng nhắc tới. Tiểu tử hình thiên này tuyệt đối sẽ ăn thiệt thòi trong tay hắn ta thôi. Hai mắt của Trung Nhạc sáng lên nói. Sư huynh, trong tổ đình ta còn có 3.000 phục hy. Nếu người có thể chăm sóc huấn luyện bọn họ giống như chăm sóc huấn luyện Hiên Viên vậy, chẳng phải là tốt lắm hay sao? Nào ngờ Phong Hữu Trung không có bao nhiêu hứng thú, bỏ đi nghiên cứu đạo pháp, bỏ mặc hắn ở nơi đấy. Trung Nhạc không khỏi bất đắc dĩ, chỉ đành phân phó Hiên Viên nói. Người đã được sư tôn ngươi bồi dưỡng, không ngại đi chăm sóc huấn luyện 3.000 phục hy kia. Nếu có thể khiến cho bọn họ cũng giống như ngươi vậy, vậy 3.000 phục hy này chính là thành viên nòng cốt hỗ trợ ngươi làm nhân hoàng. Hiên Viên chắp tay nhận lệnh, hưng phấn bừng bừng mà chạy đi. Trung Nhạc tới tìm Huyền Kỳ Nhị Đế giải thích với hai vị đại đế một phen. Huyền Kỳ Nhị Đế liếc mắt nhìn nhau một cái, kinh ngạc nói: Lại còn có chuyện này ư? Thần binh mà chúng ta luyện chế ra sẽ có thể bị thiên điều khiển, đây chẳng phải là luyện chế bảo bối cho thiên hay sao? Huyền Đế hỏi: Nếu đã như vậy, chúng ta có tiếp tục luyện bảo vật thiên đạo nữa không đấy? Tự nhiên là vẫn sẽ luyện rồi. Trung Nhạc quả quyết nói. Sau khi luyện thành, chính là 30 kiện đế binh, uy lực vô cùng to lớn. Hai vị sư huynh, ta sẽ tự tìm, tự mình luyện báo, các ngươi làm trợ thủ cho ta. Huyền Kỳ Nhị Đế lập tức trở nên hưng phấn. Năm xưa Trung Nhạc chính là dùng biện pháp luyện chế bảo vật thiên đạo để đánh bại bọn họ. Đối với bọn họ cũng có sự dẫn dắt rất lớn, mà khi đấy Trung Nhạc là cảnh giới gì đây? Hiện tại, tu vi và thủ đoạn của Trung Nhạc đã vượt qua mức độ lúc đó không biết bao nhiêu lần. Lần này hắn luyện chế bảo vật thiên đạo nhất định là sẽ có thể khiến cho bọn họ thu hoạch càng nhiều hơn nữa. Trung Nhạc triệu tập toàn bộ thần ma dưới trướng chính mình, lấy ra thần kim thần liệu tốt nhất. Gần 5.000 vạn thần ma tụ tập cùng một chỗ, biến thành một đạo tinh luân thật lớn. Thậm chí ngay cả Táng Linh Thần Vương cũng bị hắn mời tới, cùng với 5.000 vị thần ma này đồng thời thôi động luân hồi đằng. Thất đạo luân hồi sau đầu Trung Nhạc nhất thời trở nên hoàn chỉnh. Thất đạo luân hồi hình thái hoàn toàn, khiến cho hắn tiến vào một loại cảnh giới kỳ diệu, tựa hồ đã trưởng khống toàn bộ đại thiên thế giới vậy. Huyền Kỳ Nhị Đế đốt lửa lò lên, Nhị Đế tự mình làm trợ thủ cho hắn. Trung Nhạc giơ cao vạn bảo đạo truy, dẫn động đại đạo thiên địa, vạn đạo triều bái. Đạo truy đánh xuống, mang theo ngàn vạn huyền ảo. Hắn bắt đầu tu luyện kiện thiên đạo đồ thứ 30, Thiên Hoàng Đồ. Thiên Hoàng Đồ được gọi là đấu mỗ tố hoàng đồ, dùng thần kim luyện thành sợi tơ mảnh nhỏ và dài, chế tạo thành
Đấu mẫu Tố Hoàng Đồ. Đấu mẫu Tố Hoàng Đồ là hình thái long phượng. Kiện đoạn vật này vừa tế khởi lên sẽ biến thành thiên long và thiên phượng. Nửa năm sau, đấu mẫu Tố Hoàng Đồ đã được luyện thành. Trung Nhạc ngựa không dừng vó lại luyện thiên đạo đồ thứ 29, thiên minh đồ. Bảo vật hình thái thiên minh đồ được gọi là thùy tượng vạn ấn. Hình chữ vạn có hai loại hình thức, chính và phản, đại định lục hợp. Tiếp theo lại luyện thiên xuất đồ. Bảo vật hình thái thiên xuất đồ được gọi là bát tác du biểu. Ở trung ương là một cây cột đỉnh thiên lập địa, tám phía có tám sợi giải lụa rũ xuống định trụ bát phương. Tiếp theo lại luyện thiên viên đồ, luyện thành hỗn thiên nghi, trên hỗn thiên nghi khắc lịch biểu chu thiên. Tiếp theo lại luyện thiên chủ đồ và thiên điền đồ, luyện thành bảo vật thiên đạo thiên địa bàn. Hắn lướt qua thiên bàn, lại luyện thiên duy đồ, luyện thành bảo vật thiên đạo đại phạm thiên. Lại luyện thiên đống đồ, luyện thành bảo vật thiên đạo thiên sách lâu. Bên ngoài tòa lâu có thiên trụ, thiên can và thiên sách. Lại luyện thiên đính đồ, luyện thành bảo vật thiên đạo chư thiên cung. Lại luyện thiên tiên đồ, luyện thành bảo vật thiên đạo huyền hoàng sơn. Rồi thiên mịch đồ, luyện thành bảo vật thiên đạo thiên mạc. Luyện thiên dục đồ, thành bảo vật thiên đạo thiên tỉnh. Hình thái thiên tỉnh không khỏi khiến cho đám người kinh ngạc. Hình dáng của nó giống hệt như thiên ngục vậy. Rồi lại luyện thiên môn đồ, luyện thành bốn tòa thiên môn đông tây nam bắc. Luyện thiên cái đồ, bảo vật thiên đạo mệnh môn. Bảo vật hình thái thiên đài đồ được gọi là giao đài. Bảo vật hình thái thiên quy đồ được gọi là quy tước. Bảo vật hình thái thiên toàn đồ là nhật nguyệt thiên toàn xa, nhật nguyệt làm bánh xe. Bảo vật hình thái thiên âm đồ là thiên trượng, trên thiên trượng có một vầng minh nguyệt, thoạt nhìn giống như một chữ tảo. Thiên dương đồ là một cái bệ, trên cái bệ có một vầng mặt trời, nhìn từ xa giống như một chữ hạo. Bảo vật hình thái thiên phương đồ là huyền nữ bắt phong cung, cung có tám cửa ẩn dấu sinh tử. Bảo vật thiên thời đồ gọi là thiên bình, nội tàng âm dương tứ quý. Bảo vật hình thái thiên phong đồ gọi là thiên phong phiến. Thiên khung đồ gọi là hổ thiên, hình dáng như một cái hổ lô. Thiên cơ đồ gọi là thiên cơ võng. Thiên toàn đồ gọi là huyền tấn chi môn. Thiên khất đồ gọi là thiên thủy thái cực cấn. Thiên kỷ đồ gọi là thượng thiên bộ địa thiên thư. Thiên cương đồ gọi là hỗn nguyên đại la kiếm, thiên cương như kiếm. 28 kiện bảo vật thiên đạo này, Trung Nhạc xuất lĩnh 5.000 vạn thần ma đã luyện chế chỉnh sửa, tổng cộng 14 năm, lúc này mới luyện thành được. Cộng thêm thiên bàn và thiên ấn trước đây hắn đã luyện chế, tổng cộng là 30 kiện bảo vật thiên đạo. Bảo vật thiên đạo ghi chép trong 30 bức thiên đạo đồ, toàn bộ đã được hắn luyện chế ra. Bảo vật thiên đạo vừa luyện thành, 30 kiện bảo vật đều tự tản mát ra khí tức bất đồng, phiêu phủ giữa không trung. Trung Nhạc đình chỉ thôi động luân hồi đằng, 5.000 vạn thần ma như chút được gánh nặng. Cho dù là Táng Linh Thần Vương, Huyền Kỳ Nhị Đế và chín huynh đệ Bệ Ngạn, những tồn tại đẳng cấp này cũng đều cảm thấy có chút cật lực. 14 năm luyện bảo, liên tục duy trì tế khởi luân hồi đằng, cơ hồ đã hút khô toàn bộ tu vi pháp lực của bọn họ. Cũng may bọn người họ người đông thế mạnh, lúc này mới có thể kiên trì nổi tới cuối cùng. 14 năm luyện bảo lần này, mặc dù tất cả thần ma đều vô cùng uể oải, nhưng ai nấy cũng có thu hoạch phong phú. Quá trình Trung Nhạc luyện bảo chính là quá trình hấp dẫn thiên đạo tới, đánh vào trong bảo vật. Quan sát quá trình luyện bảo khiến cho bọn họ có thể cảm ngộ thiên đạo. Mặc dù bởi vì cảnh giới hạn chế, tư chất hạn chế, ngộ tính hạn chế, lĩnh ngộ của mỗi một người đều bất đồng, nhưng hoàn toàn vượt qua 14 năm khổ tu của bọn họ. Đột nhiên, ánh mắt một gã chân thần trở nên ngơ ngẩn, như tiến vào cõi thần tiên thiên ngoại vậy. Hắn chính là đã rơi vào trong trạng thái ngộ đạo, toàn thân phát ra quang mang trắng lệ, chính là hắn quan sát quá trình luyện bảo 14 năm tích lũy đã tới, trong lúc bất chi bất giác rơi vào trạng thái ngộ đạo, sắp sửa tiến vào cảnh giới thần hoàng, thần hầu. Tiếp theo, từng gã thần ma nhao nhao ngồi xếp bằng xuống, thậm chí còn có kẻ đứng thẳng tại chỗ, ánh mắt nhìn về phương xa. Có kẻ một chân đứng thẳng, có kẻ nửa đứng, nửa ngồi, có kẻ hai tay niết ra thủ ấn kỳ quái. Đám thần ma rơi vào trong trạng thái ngộ đạo này đều có hình thái khác nhau, chiếu rọi lẫn nhau. Sau đó, càng lúc càng nhiều thần ma rơi vào trạng thái ngộ đạo, cuối cùng hàng ngàn hàng vạn thần ma đồng thời rơi vào trạng thái ngộ đạo. Màn tràng diện này, cho dù đám người Táng Linh Thần Vương, Huyền Kỳ Nhị Đế vẫn thường nhìn thấy đại tràng diện, cũng không khỏi bị chấn động thật sâu. Luyện thành 30 kiện bảo vật thiên đạo, cảm xúc cảm ngộ mang tới cho đám người thần ma này thật sự là quá sâu. Hiện tại bảo vật đã luyện thành, các loại lĩnh ngộ ào ào xuất hiện. Trong chớp mắt đã có hơn 200 vạn thần ma lâm vào trạng thái ngộ đạo. Thần ma ngộ đạo, đạo âm chấn động,
đều trình bày ra những loại đạo diệu bất đồng. Trong đạo âm là tinh thần, thần thức của từng gã thần ma đang trình bày lĩnh ngộ của chính mình. Ngàn vạn đạo lý tương dung với nhau, hình thành các loại dị tượng. Ngàn vạn đạo âm quấn quýt, trùng kích giao lưu lẫn nhau, quả thật có thể nói là ngàn hoa vạn thảo, dị thải muôn màu. Ngay cả Trung Nhạc cũng bị rung động thật sâu. Hiện tại, đám thần ma lâm vào trạng thái ngộ đạo càng lúc càng nhiều, có chút thần ma tích lũy chưa tới, bây giờ nghe được đám đạo âm kia đột nhiên hiểu ra, cũng theo đó rơi vào trong trạng thái ngộ đạo. Hơn nữa số lượng đám thần ma này cũng càng lúc càng nhiều, hình thành nên xu thế giống như quả cầu tuyết vậy. Quả cầu tuyết càng lan càng lớn, đám thần ma rơi vào trạng thái ngộ đạo cũng đã đạt tới số lượng ngàn vạn, chiếm 1/5 các thần ma di chứng Trung Nhạc, hơn nữa vẫn còn đang gia tăng. Chỉ có đám tương lãnh cảnh giới cao kia, đại đa số đã đạt tới cảnh giới thần hoàng hay tạo vật chủ, bởi vì muốn đột phá phải cần tích lũy tương đối lớn, cho nên chỉ có số ít thần hoàng, tạo vật chủ là lâm vào trạng thái ngộ đạo mà thôi. Kỳ Đế ở một bên lên tiếng nói: "Chúc mừng tiên sinh, chỉ sợ chúng ta sắp sửa có thêm mấy tôn đế quân nữa rồi." Trung Nhạc gật đầu, số thần ma lâm vào trạng thái ngộ đạo càng lúc càng nhiều, đã lây nhiễm tới càng nhiều thần ma hơn. Các loại đạo âm vang vọng bốn phía, đan xen dung hợp, vô số dị tượng thần thông rực rỡ sáng ngời, dẫn dắt thêm càng nhiều thần ma khác tiến vào trạng thái ngộ đạo. Màn trang diện này cực kỳ đồ sộ, chỉ sợ vẫn là lần đầu tiên từ khai thiên tích địa cho tới nay. Đột nhiên, 30 kiện bảo vật thiên đạo giữa không trung chợt đại phóng quang mang, thiên âm chấn động, thiên uy mênh mông cuồn cuộn mà ập tới. Từ thiên ngoại chợt có linh khí ba động, biến thành linh quang linh vũ tung bay lả tả, rơi về phía tổ đình. Đám thần ma trong trạng thái ngộ đạo kia nghe được thiên âm kia, cảm thụ được thiên uy kia, trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc vui mừng. Mà đám linh khí linh quang linh vũ kia càng khiến cho khí tức của bọn họ tăng mạnh, tu vi tăng lên nhiều. Thiên ngoại có lực lượng bàng đại xâm nhập vào nơi này. Sắc mặt của Táng Linh Thần Vương đại biến, cao giọng nói: "Cỗ lực lượng này thật là mạnh." Sắc mặt Huyền Kỳ Nhị Đế cũng đại biến, cảm thụ được từ thiên ngoại tổ đình truyền tới một cỗ lực lượng khủng bố. Cỗ lực lượng kia cực kỳ thần thánh, giống như thiên đạo vậy, không chỗ nào không lọt vào, thẳng tắp xâm nhập vào đại lục tổ đình và chư thiên chư địa trong tổ đình mà bọn họ đã gian nan khổ khổ chế tạo ra. Cỗ lực lượng kia mang tới cho người khác một loại cảm giác vô năng mà chống lại, thâm thúy thần thánh, không lường được, khiến cho người ta chiều bái, khiến cho người ta kính ngưỡng, khiến cho người ta kính sợ, khiến cho người ta không thể nào nắm bắt. Thiền đã tới rồi. Trung Nhạc nhẹ giọng nói: "Hắn muốn nhân cơ hội tiến vào trong tổ đình ta, điều tra một chút hậu thủ của Phục Môn Đạo Tôn tới cùng là mạnh như thế nào." Thanh âm của hắn còn chưa dứt, đột nhiên chỉ thấy hơn ngàn vạn thần ma đang ngộ đạo kia không tự chủ được mà thôi động pháp lực. Khí tức trong lúc bất tri bất giác đã tương liên với 30 kiện bảo vật thiên đạo, khiến cho uy năng của 30 kiện bảo vật thiên đạo bạo tăng mãnh liệt. 30 kiện bảo vật thiên đạo đều tự bộc phát ra thiên uy kinh thiên động địa, thiên uy thâm thí mà mênh mông bát ngát, ầm ầm bạo phát, hình thành trên không trung đại lục tổ đình một mảnh thiên khung hào hào đăng đãng. Tiếp theo, càng nhiều thần ma hơn nữa rơi vào trạng thái ngộ đạo, dẫn tới linh quang linh vũ cuồn cuộn tuôn trào từ thiên ngoại bay tới. Vô số linh quang biến thành từng đạo quang tuyến tung bay lả tả, giống như mưa to gió lớn, bị càng nhiều thần ma hấp thu hơn. Thiên âm cũng càng lúc càng to rõ hơn, vốn dĩ chỉ có hơn 2.000 vạn thần ma rơi vào trạng thái ngộ đạo, trong mấy cái hô hấp đã đạt tới hơn 3.000 vạn thần ma, tiếp theo là 4.000 vạn thần ma. Thậm chí ngay cả đám thần hoàng tạo vật chủ vốn dĩ cần càng nhiều tích lũy hơn kia cũng từng người không tự chủ được mà rơi vào trạng thái ngộ đạo. Bị 30 kiện bảo vật thiên đạo giữa không trung dẫn động, đều tự ngồi xếp bằng xuống, tinh khí và pháp lực trong cơ thể giống như không chịu khống chế, tự động thôi động 30 kiện bảo vật thiên đạo kia. Uy năng của 30 kiện bảo vật thiên đạo càng lúc càng hạo hãn, càng thêm thâm thúy, khiến cho mảnh thiên khung bát ngát kia càng lúc càng dày, càng lúc càng cao, càng lúc càng lớn, phạm vi bao phủ cũng càng lúc càng rộng. Bên cạnh Trung Nhạc, rất nhiều đế quân như lâm đại địch nhao nhao vần quanh Trung Nhạc, tạo thành một vòng rồi lại một vòng vây Trung Nhạc vào chính giữa. Tiền sinh nói không sai, luyện chế bảo vật thiên đạo quả nhiên chỉ là luyện chế bảo vật cho thiên mà thôi. Huyền Kỳ Nhị Đế không khỏi hoảng sợ, bảo vật thiên đạo mà bọn họ trợ giúp Trung Nhạc luyện chế lúc này lại hoàn toàn không thể khống chế. Chẳng những bảo vật thiên đạo không thể khống chế, thậm chí ngay cả hơn 4.000 vạn thần ma tham dự luyện chế bảo vật thiên đạo kia cũng mất đi khống chế, ngược lại bị bảo vật thiên đạo khống chế.
Bọn họ mặc dù đã rơi vào trạng thái ngộ đạo, thế nhưng thật ra lại là bảo vật thiên đạo đã chủ động tặng cho bọn họ linh quang linh vũ vô cùng vô tận, tặng cho bọn họ càng nhiều cảm ngộ, khiến cho bọn họ ngộ đạo, từ đó tương liên với khí tức của bảo vật thiên địa. Khí tức của bọn họ đã tương liên với bảo vật thiên đạo, mà bảo vật thiên đạo lại tương liên với thiên. Bọn họ bị bảo vật thiên đạo trưởng khống, bảo vật thiên đạo thì bị thiên trưởng khống. Nếu ở thời kỳ bình thường, thiên căn bản không thể tiến vào tổ đình, mà lần này mượn hơn 4.000 vạn thần ma và 30 kiện bảo vật thiên đạo này, hắn đã có thể tiến vào tổ đình. Hắn không chỉ đã tiến vào, hơn nữa còn muốn bá chiếm nơi này, thu phục nơi này, biến hậu thủ của Phục Vân Đạo Tôn thành tài phú của chính mình, biến thành căn cơ để chính mình đối kháng những tồn tại khác. Đúng lúc này, Hỗn Nguyên La đại kiếm chợt leng keng vang vọng, đột nhiên tách ra, chia làm 50 thanh thần kiếm giống như cái tán dù trải rộng ra trên thiên không. Trượng Thiên Bộ Địa Thiên Thư vù vù mở ra, trong sách xuất hiện thiên ngoại thiên, địa ngoại địa, từng cái từng phiến thế giới từ trong sách bay ra. Thiên Thủy Thái Cực Cấn treo cao, Nhật Nguyệt Âm Dương Thái Cực xoay tròn, hai con cá trắng đen lớn miệng ngậm đuôi, đầu đuôi tương liên, mắt cá phân ra hai màu thần ma. Huyền Tấn Chi Môn dựng thẳng cao vút, chất chứa sinh cơ vô hạn, tự hồ đang dưỡng dục thần ma thống ngự thiên địa. Thiên Cơ Võng mở ra, bắt lấy chúng sinh thiên hạ. Uy năng của từng kiện bảo vật thiên đạo không ngừng bùng phát cường đại, mà từ thiên ngoại vẫn còn có lực lượng mạnh mẽ vọt tới, khiến cho mảnh thiên khung này trở nên càng vững chắc hơn, khiến cho uy năng của 30 kiện bảo vật thiên đạo càng khủng bố hơn, mơ hồ như muốn đánh nát hết thảy mọi thứ của tổ đình, tiến hành đồng hóa vậy. Sắc mặt Trung Nhạc bất biến, lặng lặng quan sát một màn này. Bên cạnh hắn có một đám tồn tại cường đại, bọn Táng Linh Thần Vương, Huyền Kỳ Nhị Đế, Bệ Ngạn, Tiêu Đồ, Âm Phần Huyên, Âm Phụ Khang, Phong Hiếu Trung, Phù Lê và Phù Viêm Sơn. Nhưng đối diện với cỗ thiên uy càng lúc càng mạnh này, bọn họ có một loại cảm giác chính mình cực kỳ bé nhỏ. Đó là lực lượng cường đại giống như đạo thần vậy. Đột nhiên mảnh thiên khung vừa mới sinh ra trên tổ đình này khẽ chấn động, sau đấy trên thiên không chợt xuất hiện một đạo vết thương, một vết thương máu chảy đầm đìa. Thiên nhận được sự tế tự của thiên đình, sự tế tự của lê dân bách tính, thương thế trên cơ bản cũng đều đã khỏi hẳn, chỉ còn lại có đạo vết thương sâu nhất này vẫn còn chưa thể chữa trị được. Đạo vết thương này xuất hiện trên thiên không đại biểu cho thiên rốt cuộc đã xâm nhập vào tổ đình. Trung Nhạc ngẩng đầu nhìn lên thiên không, chỉ thấy mảnh thiên không kia đột nhiên có một khe nứt hẹp dài từ từ tách ra, khe nứt dài từ ước vạn dặm không ngừng mở rộng ra hai bên, tốc độ mở rộng nhìn như rất chậm nhưng thật ra lại nhanh tới mức kinh người. Sau đấy một quả cầu lửa thật lớn xuất hiện trong cái khe hình thoi kia, giống như một quả thiên nhãn thiêu đốt vậy, đang không ngừng xoay tròn quan sát những bố trí của tổ đình. Thiên đại nhân, người cuối cùng cũng đã tới rồi. Trung Nhạc cao giọng nói, người mượn lực lượng chư tướng dưới trướng của ta xâm nhập vào lãnh địa của ta, cũng không chào hỏi chủ nhân là ta đây một tiếng, không khỏi quá cản rỡ rồi. Quả thiên nhãn thiêu đốt kia thoáng xoay chuyển một vòng, con ngươi khổng lồ cơ hồ dán sát trên mặt Trung Nhạc. Trung Nhạc nhìn thấy quả nhãn cầu kia đang chiếu rọi chính mình, thân ảnh chính mình ở trong kính quang ngoài mặt quả nhãn cầu kia không ngừng phân mỏng, tựa hồ đạo kính quang ngoài mặt quả nhãn cầu kia đang phân mỏng hắn thành hạt căn bản nhỏ bé nhất vậy. Đó là hạt đồ đằng căn bản. Ánh mắt của thiên chỉ trong một sát la, nó đã phân giải kết cấu đại đạo, nhục thân và nguyên thần của hắn, phân giải hết thảy mọi thứ của hắn. Đây mới là chỗ đáng sợ nhất. Ngươi cảm ngộ bất luận đại đạo gì, bất luận thần thông gì, nhục thân cường đại, nguyên thần vô địch mà ngươi gian khổ tu luyện, ở trong mắt của thiên chỉ trong nháy mắt sẽ có thể nhìn thấu đáo hết thảy mọi ảo diệu ở trong đấy, không có bí mật gì đáng nói tới. Bất quá đây chỉ là nhằm vào sinh linh hậu thiên, bản thân tiên thiên thần ma chính là đại đạo hoàn chỉnh, thiên chỉ có thể phân tích ra đồ đằng, đối với đại đạo tiên thiên hoàn toàn chỉnh thể thì lại không thể phân giải được. Hắn đã đạt tới cực hạn của hệ thống tu luyện đồ đằng, nhưng đối với đại đạo tiên thiên chân chính lại hoàn toàn không biết gì cả, không cách nào phân giải. Trung Nhạc nhìn thấy con mắt của thiên liền minh bạch được điểm này, bởi vậy mới không chút nào để ở trong lòng. Tồn tại hèn mọn, mau quỳ rạp trước tồn tại thâm thúy và thần bí. Trong con mắt kia của thiên truyền ra một cỗ thần thức căm sâm, nói với đám người Trung Nhạc. Hèn mọn sao? Trung Nhạc đột nhiên rút quyền hành thiên đế ra, biến thành tiên thiên thần đao, cắm thẳng trên mặt đất. Thần đao kia sáng ngời, giống như tấm gương vậy, cũng chiếu rọi lại con mắt của thiên. Trong tấm gương đao quang nhất thời không ngừng phân giải kết cấu của thiên nhãn, chỉ thấy những nơi thân đao chiếu rọi tới, thiên nhãn bị phân giải thành
vô số đạo văn lộ đồ đằng tinh mịn. Đám văn lộ đồ đằng kia không ngừng biến hóa, không ngừng phân mỏng. Toàn thể thiên nhãn lại là do vô số văn lộ đồ đằng cực kỳ bé nhỏ, không ngừng biến hóa cấu thành. Đám hoa văn đồ đằng kia bao quát đủ các loại văn lộ đồ đằng thần nhãn trời sinh của vạn tộc thế gian. Không chỉ có đồ đằng thần nhãn của Phục Hy thần tộc, còn có đồ đằng thần nhãn của các hoàng tộc khác nữa, thậm chí có cả đồ đằng thần nhãn của những chủng tộc đã biến mất trong dòng thời gian. Thì ra là thế, cực hạn của hệ thống tu luyện đồ đằng. Trung Nhạc không khỏi tán thán, đột nhiên giơ tay rút đao, nhẹ giọng nói: "Người lùi bước đi." Một đao này của hắn vừa mới rút lên, tổ đình nhất thời ầm ầm chấn động. Đệ nhất sát trận mạnh nhất trong lịch sử khởi động, mảnh thiên khung kia nhất thời vỡ tan thành mảnh nhỏ. Ngoài mặt thiên nhãn xuất hiện từng đạo viết sách, sau đó chia năm xẻ bảy. Đạo vết thương trên thiên không kia nhất thời càng mở rộng ra, cơ hồ là muốn xé rách thiên khung. "Tồn tại hèn mọn, vậy mà dám ám toán ta sao?" Từ thiên ngoại truyền tới một tiếng hừ nhỏ. Đạo vết thương kia đang cấp tốc phóng chạy, biến mất không thấy đâu nữa. Uy năng của 30 kiện bảo vật thiên đạo cũng từ từ mà bình ổn trở lại. Dị tượng ngập trời trên không trung tổ đình nhất thời biến mất, chỉ còn lại có hơn 4.000 vạn thần ma đang trong trạng thái ngộ đạo. "Thiên, cũng tính là đã làm một chuyện tốt, vậy mà một mạch khiến cho nhiều thần ma của tổ đình ta tiến vào trạng thái ngộ đạo như vậy." Trung Nhạc vô cùng vui vẻ nói. Nhưng chuyện những người khác đang suy nghĩ cũng không phải là chuyện này, mà là bị uy năng vừa rồi của tổ đình bộc phát ra khiến cho rung động. Đệ nhất sát trận không hổ là đệ nhất sát trận, không ngờ lại có uy năng khủng bố như vậy, khiến cho Thiên cũng phải bị thương mà bỏ chạy. Về phần hơn 4.000 vạn thần ma đồng thời ngộ đạo, sự rung động mang tới ngược lại không có cảm giác trùng kích bằng uy năng của đệ nhất sát trận bạo phát. Đối với những thần ma này, lần này có thể xem như là một kỳ ngộ hiếm có, tham gia vào quá trình luyện chế bảo vật thiên đạo hay là thiên xâm nhập vào tổ đình đều mang tới cho bọn họ sự đề thăng thật lớn. Có thể tưởng tượng, sau khi lần đại ngộ đạo này chấm dứt, chỉ sợ sẽ có ngàn vạn thần ma đột phá cảnh giới vốn có, tu vi thực lực tăng lên thêm một tầng. Loại kỳ ngộ này quả thật là có thể gặp chứ không thể cầu. Trung Nhạc cảm khái một tiếng, nhìn về phía 30 kiện bảo vật thiên đạo, trong lòng có chút sầu muộn. 30 kiện bảo vật thiên đạo này ở trong tổ đình không dậy lên nổi bao nhiêu sóng gợn, nhưng nếu đem ra bên ngoài, vậy tất nhiên sẽ là một tai họa ngầm thật lớn. Hiện tại là giai đoạn ba đại thế lực Thiên, Mục Tiên Thiên và tổ đình liên hợp cộng đồng đối phó với đám thần vương của vũ trụ cổ lão. Thiên tạm thời sẽ không lợi dụng 30 kiện bảo vật thiên đạo mà ám toán hắn, nhưng tương lai 30 kiện bảo vật thiên đạo này tất nhiên sẽ bị Thiên dùng để đối phó với Trung Nhạc, lúc đó sẽ là nguy hiểm trùng trùng. Uy lực của bảo vật thiên đạo cực kỳ cường đại, mỗi một kiện ở trong hàng ngũ đế binh đều là tinh phẩm hiếm thấy. 30 kiện bảo vật thiên đạo kết hợp lại, uy lực càng lớn không thể tin nổi. Hơn nữa, cho dù không giết được Trung Nhạc thì cũng có thể diệt trừ hết thảy tất cả thế lực dưới trướng của hắn. Nếu đặt bảo vật thiên đạo vào trong bí cảnh đạo nhất của ta thì sao đấy? Có thể ngăn cách được sự cảm ứng của Thiên hay không đấy? Trung Nhạc có chút chần chừ. Bí cảnh đạo nhất của hắn là vũ trụ hắn mở ra trong đầu chính mình, bên trong nội tàng các thánh địa tiên thiên bắt quái, tiên thiên tứ tượng, tiên thiên thần ma thái cực, dưỡng dục thần nhân bản cổ, chân thân tiên thiên của hắn. Bí cảnh đạo nhất tự thành thiên địa càn khôn, trong tiên thiên bắt quái cũng có quái tượng thiên đạo. Nếu có thể biến 30 kiện bảo vật thiên đạo thành một bộ phận của thiên đạo, dung nhập vào trong tiên thiên bắt quái của hắn, vậy bí cảnh đạo nhất của hắn nhất định sẽ càng hoàn chỉnh hơn, thực lực của chân thân khẳng định lại sẽ càng mạnh hơn. Nhưng nếu bí cảnh đạo nhất không thể che chắn được cảm nhận của Thiên, vậy đặt bảo vật thiên đạo vào trong đấy chính là đã giao tính mạng của mình vào trong tay của Thiên. Lần này hắn luyện bảo nhận được rất nhiều cảm ngộ liên quan tới thiên đạo, nhưng cảm ngộ là cảm ngộ, thiên đạo ẩn chứa trong bảo vật thiên đạo vẫn là cao hơn những đạo lý mà hắn cảm ngộ được. Một lúc sau, Trung Nhạc đã hạ quyết định thu hồi 30 kiện bảo vật thiên đạo kia lại, tiếp theo đó lấy vạn bảo đạo truy từ trong tay Huyền Kỳ Nhị Đế, tiếp tục chu luyện 30 kiện bảo vật thiên đạo này. Trong lòng đám người Huyền Kỳ Nhị Đế nghi hoặc, không hiểu ý hắn. Lần này Trung Nhạc chu luyện cũng không phải là tiếp tục hoàn thiện bảo vật thiên đạo, mà là một lần nữa, một lần nện chùy. Đám quái tượng tung bay toàn thân đang không ngừng bị nện vào trong từng kiện bảo vật thiên đạo. Hắn chính là đang luyện tiên thiên bắt quái của chính mình vào trong bảo vật thiên đạo. Bảo vật thiên đạo mặc dù là do hắn luyện thành, nhưng đạo tích chứa trong đó là đạo của Thiên, không có bất cứ dấu ấn gì của hắn, cho nên mới bị Thiên nắm trong tay, may áo cưới cho Thiên.
Nhưng nếu hắn dung nhập tiên thiên bắt quái của chính mình vào trong đó, vậy bên trong bảo vật thiên đạo sẽ có thêm lạc ấn của chính hắn. Tiên thiên bắt quái thuộc về hắn, thiên đạo thuộc về thiên, mà bắt quái bao quát thiên đạo, vậy hắn sẽ có thể có khả năng cướp đoạt bảo vật thiên đạo từ trong tay của thiên được. Đương nhiên, thực lực của thiên vượt qua hắn không biết bao nhiêu lần. Cho dù Trung Nhạc có lạc ấn tiên thiên bắt quái và trong toàn bộ các bảo vật thiên đạo này, chỉ sợ cũng khó có thể đoạt được quyền trường khống bảo vật thiên đạo từ trong tay của thiên được. Bất quá, theo hắn từ từ cường đại, lạc ấn tiên thiên bất quái của hắn dần dần xâm thực thiên đạo, hấp thu thiên đạo. Tới lúc đó, hắn sẽ có thể cướp đoạt quyền trường khống bảo vật thiên đạo từ trong tay của thiên, thậm chí là triệt để có được bảo vật thiên đạo. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 311 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.